Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Nhìn trên màn hình này, các bạn cũng đã biết được mình muốn giới thiệu về cái gì đó. Đây là một cái clip giới thiệu về vịt cỏ Vân Đình các bạn ạ. Các bạn ơi, mình đang đứng trên cây cầu Vân Đình của thị trấn Vân Đình thuộc huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Huyện Ứng Hòa thì trước đây thuộc tỉnh Hà Tây và năm 2008 thì Hà Tây sát nhập vào Hà Nội. Thị trấn Vân Đình có một con sông đáy chạy qua. Nhìn đây các bạn biết là con sông đáy rất là thơ mộng các bạn ạ. Cực kỳ thơ mộng. Đứng trên cầu này các bạn quan sát được hai bên bờ sông. Cư dân sống ở đây thì cũng rất là vui các bạn ạ. Bởi vì họ có một cái dòng sông đáy này chảy qua. Cảnh rất là hiền hòa. Và các bạn biết đấy, người dân thuộc thị trấn Vân Đình và xung quanh thị trấn này trước kia thì sống bằng nghề nông nghiệp. Thế nhưng mà sau khi phát triển và đô thị hóa thì bây giờ Vân Đình đã là một cái thị trấn phát triển rất là tiềm năng các bạn ạ. Phía xa các bạn nhìn thấy một cái villa rất là đẹp. Nước sông đáy thì rất là trong. Những gợn sóng trên mặt hồ và những cơn gió rất nhẹ thoảng qua. Bây giờ đang là mùa đông nhưng khí hậu ở đây thì cũng rất là hiền hòa, bởi vì cư dân thì nó cũng không đông như là trong nội thành Hà Nội. Cái trục đường đi chùa Hương các bạn ơi, chùa Hương thì đi qua thị trấn Vân Đình và cũng không còn bao xa nữa thì các bạn đã đi chùa Hương. Mình nói thêm một chút, nếu các bạn thì muốn đi vãn cảnh chùa Hương, các bạn có phương tiện riêng thì rất là tốt rồi. Nhưng nếu các bạn không có phương tiện riêng thì bây giờ Hà Nội có những tuyến xe buýt 103A, 103B chạy từ bến xe Mỹ Đình chạy thẳng lên bến Đục của chùa Hương. Như vậy rất là thuận tiện các bạn ơi. Và tiết lộ các bạn một điều thật là bất ngờ. Giá vé cực kỳ rẻ các bạn ơi. Giá vé từ bến xe Mỹ Đình của nội thành Hà Nội đến chùa Hương chỉ có 9.000 đồng. Có 9.000 đồng, xin nhắc lại các bạn. Một bát phở hiện nay các bạn ăn cũng tầm 30, rẻ nhất là 30 và đến 50.000 đồng. Nhưng một vé xe buýt chỉ có 9.000 đồng. Các bạn đi du lịch chùa Hương từ Hà Nội, các bạn chỉ mất 18.000 đồng cho vé đi và về. Buổi sáng các bạn, đây là con đường dẫn lên chùa Hương các bạn ạ. Các bạn có thể buổi sáng ở Hà Nội, các bạn bắt xe buýt, các bạn đi vãn cảnh chùa Hương và buổi chiều các bạn lại quay về với một cái mức rất là rẻ, tự túc hoàn toàn. Thị trấn Vân Đình là một cái thị trấn rất là nên thơ các bạn ạ. Nơi đây có nhiều phong cảnh hữu tình. Các bạn nhìn cái mặt sông đáy thì các bạn cảm thấy rất là mến mộ. Và buổi chiều hoàng hôn các bạn ra ngắm cái mặt sông đáy thì tuyệt vời. Nếu các bạn có một cái con thuyền, các bạn chèo thuyền trên sông đáy hoặc là đi bộ nhìn hai những con đường được đô thị hóa rất là nhanh. Con sông đáy thì hiền hòa và tại đây thì các bạn có được tham quan rất nhiều các cái di tích. Đây là chùa Vân Đình. Chùa Vân Đình là một trong những cái cơ sở các cái di tích lịch sử đã được xếp hạng. Nơi đây đẹp lắm các bạn ơi. Một cái nơi rất là thanh tịnh, yên ắng và đặc biệt là cái cảnh của nó rất là hữu tình các bạn ạ. Đó, các bạn nhìn thấy bên ngoài một cái phong cảnh mà hiếm ở nơi nào có được những cái khung cảnh đẹp như thế này. Nơi đây thì luôn được bảo trì nên các bạn nhìn thấy là khu bên ngoài vệ sinh sạch sẽ. Người dân ở nơi đây thì luôn luôn giữ gìn cho các phong cảnh được luôn luôn sạch, đẹp và nên thơ. Dòng sông đáy này cũng rất nhiều cá các bạn ạ. Đây cũng rất nhiều người câu cá. Đây là một bác đang ngồi câu cá. Rất là nên thơ và hữu tình. Ngày xưa khi chưa có nước máy ấy, thì cái dòng sông đáy này cung cấp nước cho dân sử dụng
để làm nước sinh hoạt hàng ngày, giặt giũ rửa ráy, và nước sông này có thể đánh phèn chua và dùng để cho sinh hoạt hàng ngày được các bạn ạ. Rất là nên thơ những khóm tre bên cạnh những dòng sông nước chảy lơ thơ như thế này. Nếu các nhà thơ, nhà văn mà đến đây ngắm cảnh này thì chắc chắn là sẽ có những bài thơ, bài văn rất đẹp viết về cảnh sông đáy các bạn ạ. Buổi chiều ra ngắm cảnh hoàng hôn ở sông đáy này thì có lẽ là rất là tuyệt vời các bạn ạ. Đó, bên bãi bồi này thì nhân dân trồng ngô, trồng đỗ, trồng khoai và các cái sản phẩm nông nghiệp khác. Đặc biệt ở Vân Đình thì có rất nhiều các cái hồ các bạn ạ. Đây là một cái hồ rất lớn ở thị trấn Vân Đình. Mình đã ra đây và thấy cái phong cảnh nó cực kỳ hữu tình. Mình quay lại để giới thiệu các bạn. Và về Vân Đình thì chắc các bạn cũng không quên cái món vịt cỏ Vân Đình. Nơi đây là cái nơi mà gốc chuyên sản xuất ra các cái loại vịt cực kỳ ngon, chất lượng cao. Và các bạn biết đi các nơi thì đều có cái thương hiệu vịt cỏ Vân Đình. Nhìn những đàn vịt như thế này các bạn cảm thấy rất là đẹp các bạn ạ. Rất là thanh bình, rất đẹp. Và các bạn có nghĩ đến khi xem cái hình ảnh mà những chú thiên nga mà bơi trên dòng sông Danube không? Thì đây, những chú vịt cỏ Vân Đình bơi lên trên những cái hồ như thế này. Rất là đẹp các bạn ơi. Mặc dù là nuôi vịt như thế này nhưng mà nước rất là sạch nha. Các bạn nhìn thấy nước trong xanh. Và những đàn vịt thì bơi lội tung tăng trên mặt hồ. Khó có từ nào tả hơn được cái sự hữu tình. Đấy, những con vịt như thế này được làm thịt và được chế biến ra các món ăn thì phải nói là cực kỳ ngon các bạn ạ. Vịt thì có thể chế ra được rất nhiều các món, món cực kỳ ngon luôn. Món vịt luộc là cái món rất là khoái khẩu và ngon. Đó, các bạn nhìn thấy những đĩa thịt vịt thì chúng ta có cảm giác là khó kìm hãm được. Đó, đĩa thịt rất là ngon, thịt cỏ Vân Đình thì ngon, ngọt thịt và dai. Các bạn thưởng thức cái món thịt nướng cùng với lại nước chấm như thế kia thì chúng ta cảm thấy cực kỳ ngon. Đấy, thịt cỏ Vân Đình có tại Kiến An, Hải Phòng và rất nhiều nơi trên các tỉnh thành, đặc biệt là Hà Nội, thì nội thành Hà Nội thì đi dọc đường láng, rồi các cái khu ẩm thực thì các bạn thấy là vịt rất nhiều. Và đặc biệt là cái món này các bạn biết món gì không? Món tiết canh vịt thì thôi rồi, ngon lắm. Đây một cái mâm thức ăn như thế này thì cực kỳ là tuyệt vời các bạn ơi. Nhìn những đàn vịt bơi tung tăng ở trên hồ như thế này, chúng ta cảm thấy là rất là thú vị. Và các bạn biết không, thị trấn Vân Đình là một cái nơi mà sản xuất vịt giống, các loại vịt cỏ cung cấp cho gần như là toàn nước. Nếu các bạn mua về con vịt mà không phải do Vân Đình sản xuất và cung cấp thì đó là một cái loại vịt giống khác và không thể ngon được các bạn ạ. Nếu về Vân Đình này mà các bạn không thưởng thức cái món vịt cỏ Vân Đình, vịt quay, vịt luộc và chế biến các cái món thì các bạn là còn thiếu một cái gì đó khi chưa đến tham quan thị trấn Vân Đình. Nếu các bạn có điều kiện đi Chùa Hương, các bạn hãy dừng lại thị trấn Vân Đình để thưởng thức những món vịt cỏ Vân Đình như thế này. Nơi chính gốc các bạn ạ. Chính gốc luôn. Thế còn các bạn ở nơi khác thì chưa chắc các bạn đã được thưởng thức những cái món vịt ngon như thế này. Hôm nay cái clip rất là ngắn thôi. Giới thiệu các bạn một cái sản phẩm vịt cỏ Vân Đình. Các bạn xem video, thấy video hay thì hãy nhấn nút chuông, nút like, chia sẻ video và đặc biệt là các bạn hãy đăng ký kênh. Việc đăng ký kênh của các bạn sẽ giúp mình phát triển kênh rất nhiều và sẽ có động lực để giới thiệu những clip rất là hay ho ở các vùng miền. Mình đi các nơi và sẽ cố gắng quay và giữ lại những cái thước phim. Những thước phim này rất có giá trị giúp các bạn
có thêm được những cái hiểu biết và có được cái nhìn về tất cả các cái địa phương, các tỉnh thành trong nước Việt Nam. Chúng ta còn nhiều cảnh rất là hay và đẹp các bạn ạ. Và thông qua những video như thế này để các bạn hiểu biết hơn về đất nước và con người Việt Nam. Video đến đây là hết nhé. Chúc các bạn luôn luôn vui khỏe, gặp nhiều may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào.